Thưa quý vị, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, ngay sau khi kết thúc các ngày thi, công tác chấm thi cũng sẽ chính thức bắt đầu. Cụ thể là từ ngày 29 tháng 6 và hoàn thành chậm nhất vào lúc 17 giờ ngày 14 tháng 7 năm 2024. Ngay sau khi hoàn thành môn thi ngoại ngữ, bài thi của các thí sinh được vận chuyển đến điểm chấm thi. Công tác vận chuyển, bàn giao bài thi được thực hiện theo đúng quy định của kỳ thi. Năm nay, trường Trung học phổ thông Tây Ninh tiếp tục là điểm chấm thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại Tây Ninh. Qua nhiều năm rồi, thì cái điểm trường Tây Ninh này là cái điểm mà làm cái điểm chấm. Tại sao lại chọn cái trường Tây Ninh? Là bởi vì cái cơ cấu, cái cách mà bố trí của trường Tây Ninh nó cũng phù hợp với lại cái nhóm chấm. Cái việc thứ hai là cơ sở vật chất nó đảm bảo. Và cái thứ ba nữa đó, đã làm nhiều năm rồi, cho nên cái cách mà sắp xếp về mặt bàn ghế tủ để chứa đựng đề thi hoặc là cái phách đó, mã phách của bài thi đó đã thành một cái ngăn nắp rồi, thì nó rất là dễ làm việc. Ngoài ra, để đảm bảo công tác chấm thi theo đúng tiến độ và quy định của kỳ thi, có 210 cán bộ được điều động để thực hiện chấm thi. Công tác tổ chức chấm thi, tổng kết công tác chấm thi, gửi kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như đối sánh kết quả thi sẽ được hoàn thành chậm nhất vào lúc 17 giờ ngày 14 tháng 7 năm 2024 và sẽ công bố kết quả thi vào lúc 8 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2024.